La 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 la. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel Coi Ưu Tiên Trên Mày. Mình Coi Ưu Tiên Trên Mày, xin chào tất cả mọi người đây. Hình như ngày mai đó là ngày lần đầu tiên lên trường của tất cả mọi người rồi thì phải. Đúng chính xác luôn, hình như là vậy thì phải. Đúng chính xác, chuẩn bài luôn. Ok, thì nói chung là kênh mình đã đạt 100k subscribe rồi. Như đã hứa thì mình sẽ làm một cái event cho tất cả anh em 6 server chơi, ok. Và cái event đó thì mình sẽ làm ở trên cái trang cá nhân của mình, đó chính là Facebook Quân Xuân Bùi. Và ở bên dưới phần mô tả, anh em có biết phần mô tả là cái gì không? Đừng có nói với mình là không biết nữa nhá. Đấy, anh em kéo xuống dưới phần mô tả, ấn hiển thị thêm. Ok, thì có cái link Facebook, facebook.com/coisiêuphẩm, tên Facebook là Quân Xuân Bùi, gần 50.000 người theo dõi đó. Nói chung là đại khái là 50.000 người theo dõi, 49.900, gần 50.000 người theo dõi đó. Ok, thì anh em có thể nhấp vào đó để tham gia cái event của Coi trên trang Facebook cá nhân đây. Thì cái event nó như thế này. Coi chào anh em, event chào mừng kênh Coi Ốc Thị 957 đạt 100k subscribe. Event thì nó giá trị là 1 triệu 5 thẻ cao. Cái người đầu tiên là commenter, tức là comment, commenter tức là comment, ok. Commenter tức là comment, comment tức là bình luận anh em. Bình luận hai số cuối giải đặc biệt miền Bắc ngày 1 tháng 8 năm 2017, tức là ngày mai. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 và ngày mai là ngày 1 tháng 8. Ok, thì tức là ngày 1 tháng 8 sẽ là ngày kết thúc event này. Thì ngày 1 tháng 8 thì anh em cứ tham gia tẹt ga đi, rồi tối 6:15 event sẽ tự động chốt. Và nó có 7 giải như sau. Cái giải đặc biệt đầu tiên đó 300k thẻ cào. Ok, thì thẻ cào anh em lấy thẻ nào cũng được đó. Thì 6 giải tiếp theo thì sẽ mỗi bạn 200k thẻ cào. Đấy, ok. Thì hy vọng là mọi người sẽ hốt hết 7 giải này. Và chắc chắn là chắc chắn mọi người sẽ hốt hết 7 giải này rồi. Tại vì người tham gia rất chi là đông. Hy vọng là mọi người sẽ có một người nào đó sẽ may mắn và nhận được những thẻ cào của Coi, ok. Và cái event thì thực sự nó chỉ 1 triệu 5 thẻ cào thôi. Hy vọng là anh em tham gia cho nó vui, từ VIP đến cùi. Đừng có chê chê này chê nọ, ok. Thì nói chung tham gia cho nó vui, cho Coi vui, ok. Thì một lần nữa là cảm ơn tất cả mọi người ở trên kênh YouTube Coi Thứ 957. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Coi và giúp Coi đạt 100k subscribe. Rồi, đúng như cái dự kiến thì hôm nay mình đã diễn ra một cái event 1 triệu 5 thẻ cào. Thì cái event nó như vậy đấy. Thì nói chung là comment 22 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, ok. Thì anh em cứ comment 2 số, bình luận 2 số vào đó. Và mỗi người chỉ bình luận duy nhất một lần, ok. Mỗi người bình luận duy nhất một lần. Và ai trúng tối Coi sẽ tự động PM và trao giải, ok. Và hy vọng là các bạn sẽ là những người chiến thắng. Và các bạn sẽ là những người may mắn. Và từ nhỏ đến già nua gì đó, ok, 80-90 tuổi đó, ok, cứ kéo vào chơi đi. Và biết đâu được mình là người may mắn của ngày hôm nay. Và may mắn trúng thì Coi sẽ ok, Coi sẽ inbox riêng để trao giải. Coi sẽ tự động PM người đó để trao giải, ok. Và ok, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Và kênh Coi đã đạt hơn 100k sắp tới, chứ 100 gì nữa anh em. Hơn 100k đấy chứ không đùa đâu nhá. Đợi nhận nút bạc về quay phim như Coi. Úi giời ơi, cầm nút bạc phải nói rằng khai khoe, khoe trương vô cùng luôn. Nhìn kinh hồn luôn, ok. Thì nói chung là hôm nay chả có gì ngoài hai chữ ok cả. À, mặc cái cải trang 10k ngọc vào cho nó oai cái đi. Đấy, cái cải trang 10k ngọc này nhìn nó watch select ra đấy, nhìn rất là chất. Cải trang 10k ngọc nó khác hẳn với mấy cái 2-3k, nhìn nó chất hẳn ra đấy anh em ạ. Chả ai có cả, ít người có, lâu lâu mới có một người có đấy. Thì hôm nay cuối cùng thì mình đã làm một cái event này. Cái event này các bạn đừng có nói hai từ không công bằng ở đây nhá, ba từ không công bằng đấy nhá. Quá công bằng, phải nói rằng quá công bằng. Tất cả anh em 6 server đều chơi được đấy. Ok, thì mỗi người lên comment 2 số, biết đâu được mình là người may mắn. Đấy, cứ vậy thôi, cứ vậy mà tiến, cứ vậy mà chơi thôi. Ok, thì anh em nhớ ấn like cái bài ủng hộ mình nhá. Ok, like thì không nhất thiết, chia sẻ thì không nhất thiết. Mình xin nhắc lại, like với chia sẻ cái bài này thì không nhất thiết. Và anh em nào có yêu mến thì chia sẻ vào một cái group nào đó để cho anh em vào chơi chẳng hạn. Hay là chia sẻ lên trang cá nhân của mình để anh em nào chơi. Và ấn like ủng hộ cho Coi cũng được vậy, ok anh em. Nói chung là tất cả mọi thứ là tùy thuộc vào anh em. Còn comment 2 số cuối thì anh em nào trúng á thì Coi sẽ inbox trao giải. Và cấm tuyệt đối những cái hành vi mà bị ổi là bắt đầu thấy kết quả sổ số 6:30 bắt đầu sổ phát là bắt đầu chỉnh sửa cái bài nhá, chỉnh sửa cái câu trả lời của mình nhá. Tuyệt đối không làm cái trò mất cái hành vi của con người đó nhá, ok anh em.
Nên là anh em cứ mà chơi cho thoải mái đi, chơi cho tẹt ga đi, chơi cho nó đã đi. Đấy, ok, mỗi người comment một lần. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà mỗi người cũng chỉ comment đúng một lần và một lần duy nhất. Chúng tôi chỉ tổ chức duy nhất một lần và một lần. Ok, trên fan quên trên Facebook coi trên Facebook Quân Xuân Bùi đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đăng bài. Ok, thì mọi người ở bên dưới phần mô tả, mình xin nhắc lại ở bên dưới phần mô tả mọi người ấn hiển thị thêm có thể vô được cái Facebook mình. Nên nhớ là Facebook không phải là fanpage nhé, Facebook đó. Ok, bây giờ mình sẽ ấn đăng này. Đó, rồi ok, Evan đã chính thức bắt đầu diễn ra đây. Mọi người có thấy cái chỗ ở trang cá nhân này không? Mọi người cái thổ thấy cái chỗ mình nhập đây không? Mình nhập bài bạn đấy không? Đấy, ok, cái chỗ này anh em nhập số điện thoại của mình vào 01696498015. Ok, anh em ấn Enter. Đó, nó hiện ra Facebook Quân Sơn Bùi đấy, thấy chưa? Ok chưa? Nè, mình xin nhắc lại là mình sẽ nhập lại Facebook nha. Ok. Thì cái chỗ tìm kiếm này, các bạn thấy cái chỗ tìm kiếm mình nhập bài bạn đấy chưa? Ok, thì các bạn sẽ nhập vào là 01696498015. Hoặc ở bên dưới phần mô tả của Facebook của mình, các bạn ấn Enter. Đó thì ngay có chữ Quân Xuân Bùi này. Đấy, các bạn nhấp vào Quân Xuân Bùi. Đấy, ok, các bạn kéo xuống, các bạn có thể comment đây. Ở đây có những 6 người chơi này này. Ok, thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi cái channel có 957. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người cái event này thật là vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Ok, đồng thời là chúc mọi người vào năm học rồi thì chúc mọi người là kiếm được vị trí nào gần gái. Đó, xinh, tốt, đẹp, ok, thuận lợi để gạ chịch. Đó, ok, bye anh em nhé.